Chương trình thời sự tối sẽ tiếp tục với những thông tin trong nước. Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2019 ước tính đạt gần 474 tỷ đô la Mỹ, cao hơn của cả năm 2018 là 400 tỷ đô la. Việc kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 500 tỷ đô la trong tháng 12 này được nhiều chuyên gia kinh tế nhận định là hoàn toàn khả thi và đây là một kỷ lục mới. Trong 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 241,4 tỷ đô la Mỹ, hoàn thành gần 92% so với mục tiêu đề ra từ đầu năm. Nếu như năm 2010 chỉ có 20 mặt hàng cán mốc xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ thì chưa hết năm 2019 đã có tới 31 mặt hàng. Đặc biệt, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã mở ra nhiều thị trường mới, có sự tăng trưởng cao cho các ngành hàng. Dệt may là một minh chứng khi cả năm 2019 đã xuất khẩu được 39 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng hơn 11%. Tăng trưởng là 11% so với cùng kỳ. Đây là vấn đề tăng trưởng, một số liệu tăng trưởng rất là tốt. Cái hiệp định thương mại CP sau một năm ấy thì phải nói rằng đã tiếp cận được với các nước trong khối CTP, đặc biệt là tiếp cận được với Canada, các cái nhà mua của Canada, rồi tiếp cận được với các cái nhà mua của Úc, của New Zealand. Trong năm qua, việc không ngừng cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động đã và đang là động lực rất lớn phát triển các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước cũng như thu hút mở rộng đầu tư và xuất khẩu sản phẩm của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn lại cơ cấu hàng hóa xuất khẩu thì chúng ta vẫn cần đẩy mạnh giá trị gia tăng cho sản phẩm để hướng đến xuất khẩu bền vững. Tức là tăng trưởng nó không chỉ dựa trên cái con số về kim ngạch hay là về tốc độ mà nó phải dựa trên cái giá trị đem lại. Có thể là cái kim ngạch của chúng ta sẽ không tăng nữa, nhưng mà cái giá trị của chúng ta vẫn sẽ tăng. Với tình hình hiện tại, nhiều khả năng trong tuần tháng 12 này, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước sẽ lần đầu tiên cán mốc 500 tỷ đô la Mỹ. Bởi vì còn một tháng, mà một tháng của chúng ta thì xuất nhập khẩu của chúng ta là một tháng cũng khoảng 25 đến 30 tỷ mà. 25-30 tỷ, cho nên khả năng mà chúng ta đạt được 500 tỷ đô la của cả năm thì là hoàn toàn hiện thực, không cái đấy thì chúng ta không quá lo ngại. Đấy, và khả năng là như tôi đã nói, năm nay là chúng ta sẽ đạt được cái tăng trưởng nó cứ từ 7-8%. Sau 11 tháng năm 2019, cả nước đã xuất siêu hơn 9,1 tỷ đô la Mỹ, cao hơn so với cùng kỳ năm trước gần 7,6 tỷ đô la Mỹ. Dự báo năm 2019 sẽ tiếp tục là năm cả nước xuất siêu với cán cân thương mại cao nhất từ trước đến nay. Điều này giúp Việt Nam tăng nguồn cung ngoại tệ, ổn định thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán quốc tế.